Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Đây là Realme 8 Pro. Ai xa. Đẹp phết. Dare to live. Dám sống trội. Và trội ở đây nghĩa là gì? Nghĩa là nó là một cái điện thoại giúp các bạn có thể thể hiện cá tính của bản thân, thể hiện cái chất riêng của bản thân. Vậy thì có thực sự nó làm được điều đó hay là không? Vẫn biết là một cái smartphone tạo ra thì nó sẽ hướng đến rất nhiều những mục đích khác nhau. Có người thích cái điện thoại theo kiểu này, có người thích điện thoại theo cái kiểu khác. Realme 8 Pro thì lại tập trung cực kỳ nhiều vào cái camera chính, cụ thể có độ phân giải lên tới 108 megapixel. Và với mức giá khoảng hơn 8 triệu chính hãng tại thị trường Việt Nam như vậy, thì liệu các bạn phải đánh đổi những thứ gì để có một chất lượng camera tốt như thế này? Video ngày hôm nay mình sẽ làm rõ một cách kỹ hơn về camera, về trải nghiệm tổng thể. Nói cho dễ hiểu thì mình sẽ đánh giá chi tiết hơn về Realme 8 Pro để xem bạn có nên mua nó hay là không nhé. Let's go! Chắc là mình sẽ đi đầu tiên luôn vào cái camera, tại vì nó sẽ là cái điểm ấn tượng nhất và cái điểm có thể nói là đáng tiền nhất trên con Realme 8 Pro này. Thì điểm qua một chút về cái mặt thông số phần cứng thì các bạn sẽ có cảm biến camera chính 108 megapixel, xịn sò tương tự như mẫu flagship hàng đầu ở thời điểm hiện tại. Chúng ta sẽ có một cái camera góc siêu rộng và có thêm hai cái cảm biến nhỏ khác nữa. Giờ sẽ đi vào cái trải nghiệm thực tế và trải nghiệm mà mình đã có trong rất nhiều ngày vừa qua, đã chụp hình thử với con này nhá. Cái điều đầu tiên các bạn cần phải lưu ý, 108 megapixel khi mà chụp bình thường thì nó sẽ nén lại còn 12 chấm thôi. Thế nên tốc độ chụp sẽ nhanh hơn, lưu hình mọi thứ sẽ nhanh hơn và xử lý hình ảnh thì nó cũng dễ chịu hơn. Mà kể cả các bạn có up lên mạng xã hội thì nó cũng đỡ tốn dung lượng 4G các thứ hơn. Tuy nhiên thì cái quan trọng là độ nét nó vẫn được giữ lại rất là ngon. Và nét của con này nó là nét thật. Nhìn vào lúc bình thường hay là các bạn zoom lên thì đều rất là vừa mắt, chứ nó không bị gai gai lên giống như nhiều máy khác đang cố đẩy cái phần sharp nét lên để khiến cho máy cảm giác nó nét ảo hơn ấy. Nói chung là con này cái vụ mà chi tiết và độ nét của nó thì khá là tốt. Dynamic Range của ảnh chụp lại đưa ra khá là ổn. Và cái quan trọng là HDR hoạt động cũng rất là ngon. Nhưng tấm hình phong cảnh thì mình chụp thì vùng trời giữ lại được cái mây trắng này, trời thì xanh, nhìn trong đã mắt thực sự luôn. Quan trọng là phần shadow vẫn giữ lại được khá chi tiết, nên các bạn vẫn có một cái tấm hình nhìn khá là ưng ý mắt. Đặc biệt với những cái tấm hình như thế này, nếu như các bạn mà chụp hình đi chơi, check in các thứ thì phải nói là hết bài luôn. Quay sang đến màu sắc ảnh của Realme thì được xử lý theo thiên hướng hơi tươi sáng và nó hơi đậm đà lên một chút. Nước ảnh nhìn ra thì nó rất là thích mắt và có thể sử dụng được ngay khi để mà up lên trên mạng xã hội mà không cần phải chỉnh sửa quá nhiều. Tuy nhiên thì nếu như các bạn muốn chỉnh sửa thì thậm chí cũng có rất nhiều bộ lọc sẵn của Realme, các bạn có thể thoải mái để mà lựa chọn và áp bộ lọc vào, nhìn nó vẫn cứ phải gọi là ảo diệu như bình thường luôn. Rồi, quay sang đến khả năng chụp đêm thì cũng rất là ổn, dễ hiểu thôi, tại vì cảm biến ảnh của con này cũng thực sự rất là xịn sò mà. Với một lượng sáng nhỏ nhỏ thì con này nó sẽ búp độ sáng tổng thể của tấm hình lên rất là nhiều và nó sẽ nhìn sáng sủa hơn, đẹp hơn và chi tiết nó hiển thị một cách rõ ràng hơn. Lúc này thì mình khá bất ngờ khi mà độ chi tiết thì nó vẫn ngon, nó không bị noi quá nhiều. Rõ ràng với tầm giá khoảng 8 triệu, chụp hình thiếu sáng như thế này là không có điều gì phải bàn. Thế nhưng mà trong những cái trường hợp mà tối hơn nữa, tối thì kiểu tối đêm luôn ấy, thì ảnh cho ra đương nhiên sẽ bị bệt. Nói chung là chụp quá tối thì điện thoại nào cũng chết thôi. Nên là anh em đừng có đưa nó vào những cái tình thế quá khó như thế nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ thử một vài tấm mà độ phân giải lên tới 108 megapixel. Thì lúc này tốc độ chụp sẽ bị giảm xuống và khả năng lưu hình sẽ chậm hơn một chút xíu. Dễ hiểu thôi. Ủa ơi, 108 megapixel cơ mà. Mấy con flagship bây giờ còn e cổ ra chứ nói gì, chỉ là 720G trên Realme 8 Pro. Nhưng mà cái quan trọng là các bạn vẫn có những cái trải nghiệm chụp rất là tốt. Và cái quan trọng lúc này, ui, chi tiết nó lên thì phải gọi là đừng có hỏi luôn. Mình sẽ chụp một tấm phong cảnh và zoom lên, các bạn có thể thấy crop 100% chi tiết nó rõ và nét đến mức độ như thế nào. Nhưng cái quan trọng mà các bạn sẽ chỉ thực sự nên bật cái 108 chấm này khi chụp cảnh tĩnh, chụp phong cảnh các thứ gì đó thôi. Chứ nếu các bạn mà muốn bắt khoảnh khắc thì không, tại vì tốc độ chụp sẽ bị giảm đi mà. Lúc nào mà các bạn muốn bắt khoảnh khắc, 12 chấm sẽ cho trải nghiệm tốt hơn rất là nhiều. Và cũng có một cái lưu ý nhỏ nữa, ở bên trong giao diện chụp hình chúng ta sẽ vẫn có zoom 3x này, zoom 5x này. Tuy nhiên thì con này không có ống kính zoom quang học mà nó sẽ là zoom số từ cái camera 108 chấm xuống. Thế nên các bạn mà zoom ở cái tầm khoảng 3x thì mình nghĩ là nó vẫn thoải mái để các bạn có thể sử dụng. Nhưng lên đến 5x hoặc cao hơn thì hình ảnh nó sẽ bị bệt và nó vỡ hạt đi một chút xíu. Nên các bạn cũng lưu ý khi mà chụp ảnh zoom ra.
với cái điện thoại này nhá. Quay sang đến cái camera góc siêu rộng thì đương nhiên nó vẫn thừa hưởng thuật toán xử lý ngon của Realme, thế nên camera góc rộng vẫn đem lại một độ chi tiết khá là tốt. Và cái quan trọng lúc này là màu sắc nhìn vẫn nịnh mắt thực sự luôn. Giải nhạy sáng lúc này hoạt động thì cực kỳ ngon khi nếu các bạn chụp ở trong những cái môi trường gọi là sáng ấy, mà nó chênh sáng quá nhiều giữa khu vực sáng và khu vực tối tối một chút xíu. Nói chung là để mà chụp ảnh phong cảnh với cái camera 8 chấm này thì Realme 8 Pro mang lại những trải nghiệm rất là tốt. Nhưng mà các bạn đừng có chụp trong những môi trường thiếu sáng nha. Tại vì cảm biến của nó thì kích thước nhỏ cũng như khẩu độ thì nó hơi lớn. Thế nên cái khả năng thu ánh sáng cũng không thực sự là ấn tượng. Chụp thiếu sáng thì cứ 108 chấm mà vã. Đừng chụp vào camera góc siêu rộng. Nhớ nhá. Quay sang đến hai ống kính còn lại, một ống kính giúp các bạn xóa phông tốt hơn và một ống kính chụp hình macro. Thực tế để mà nói thì khả năng chụp chân dung của con này mang lại khá là ổn. Mình có chụp thử rất nhiều tấm thì khả năng xóa phông khá là tốt. Cái quan trọng là khi mà bật chế độ chụp chân dung xóa phông này lên thì cái chi tiết trên mặt mẫu sẽ được cà cho nó mịn đi một tí, nhìn nó sẽ dễ chịu mắt hơn một tí. Nói chung là các bạn gái mình nghĩ sẽ rất thích cái kiểu này. Tuy nhiên thì độ chuyển mình thấy còn làm hơi gắt một chút xíu. Nếu mà các bạn gái mà thích kiểu xóa mù mịt á, thì khá là ưng. Còn nếu như bạn nào muốn nó kiểu xóa như kiểu DSLR, kiểu có độ chuyển vùng mượt miết các thứ như thế nào á, thì mình nghĩ là chưa đủ. Nhưng mình thấy rằng cái quan trọng nhất là cái sự tách bạch giữa chủ thể và phông nền vẫn khá là tốt, và nó không bị lẹm quá nhiều, không bị lem quá nhiều. Và rõ ràng như thế này thì nó cũng sẽ giúp các bạn có những tấm hình xóa phông ảo diệu hơn. Quay sang thì camera macro thì mình cũng có chụp thử vài tấm. Độ phân giải chỉ là 2 chấm nên các bạn cũng đừng có mong mỏi về cái vấn đề chi tiết quá nhiều. Tuy nhiên trong một vài trường hợp thì mình vẫn thấy nó nổi lên những thứ khá là thú vị, và nó sẽ giúp các bạn có thể sáng tạo được nhiều tấm hình thú vị hơn. Nhưng hãy lưu ý nha, phải giữ tay cho chắc, nếu không là sẽ bị rung, sẽ ảo nét đó. Quay sang đến một cái yếu tố cuối cùng của camera, đó là quay video. Thì với một cái quả cảm biến chất lượng như vậy thì khả năng quay video của con này cũng rất ổn luôn. Khi mình quay thì nó ra chi tiết, màu sắc rất là tốt, tương phản mọi thứ đều ngon. Nhưng có một cái lưu ý là nó bị rung khá là nhiều khi quay ở chế độ 4K. Và khi mà mình bật chế độ siêu chống rung, thậm chí là siêu chống rung tối đa lên, thì con này cái độ rung của nó gần như là không còn. Cảm giác nó cứ mượt mượt kiểu như các bạn lắp trên một cái gimbal ấy. Nhưng mà đánh đổi lại thì chất lượng video sẽ bị giảm xuống còn là Full HD, và nó không được sắc nét như là 4K. Đánh được thôi, các bạn tự cân đối để mà lựa chọn nhá. Nói chung là quay video như này mà kiểu mà chúng ta đi chơi các thứ thì nói chung là vẫn hết bài. Và các bạn cũng cần phải lưu ý một chút xíu nữa, đừng có quay trong những môi trường quá thiếu sáng. Chụp hình thì ổn, nhưng quay video thì không thực sự nét trong những môi trường quá thiếu sáng đâu. App Story các kiểu vui vui thì ok, chứ nếu mà muốn quay vlog thì thu thật nhiều chi tiết á, thì nó không thực sự quá ổn đâu nhá. Và thứ cuối cùng liên quan đến cái camera, chắc chắn nó sẽ là camera selfie. Thì thực tế từ trước giờ camera selfie của Realme làm nó quá ngon rồi nên cũng không có điều gì phải bàn cãi đến cả. Camera đục lỗ phía bên trong màn hình nhìn gọn gàng, xịn sò, độ phân giải là 16 chấm. Và đương nhiên màu sắc da, chi tiết da, khả năng selfie của Realme 8 Pro thì các bạn cứ nhìn mấy cái tấm hình mà mình demo, các bạn sẽ hiểu nó ngon đến mức độ là như thế nào. Thực sự là chụp xong con này thì không cần phải lo lắng cái việc áp dụng thêm mấy bộ lọc màu, tại vì nó đã đẹp sẵn rồi, làm mịn da cũng đã đẹp sẵn rồi. Được vãi luôn các bạn. Đó, các bạn nghĩ sao về camera trên Realme 8 Pro với những cái trải nghiệm mà nó mang lại? Thấy sao? Ok không? Nói chung camera là thứ mà mình thực sự cảm thấy hài lòng khi sử dụng con Realme 8 Pro này. Vậy thì những thứ khác ngay từ phần đầu mình cũng đã nói các bạn sẽ phải đánh đổi, thì đó là những gì? Mình có thể nói luôn và ngay, ví dụ như là cái màn hình. Mình thì thực sự vẫn cảm thấy hài lòng về chất lượng hiển thị trên cái màn hình này. Tuy nhiên hơi đáng tiếc là nó sẽ không có tần số quét cao 90Hz, 120Hz, mà nó sẽ vẫn chỉ là 60Hz mà thôi. Nói cho đúng ra thì cái màn hình Super AMOLED này mang lại một chất lượng vẫn rất là cao. Màu sắc, độ tương phản, độ trong đều rất ngon. Độ sáng cơ bản thì nó vẫn lên được 430 nit. Khi ra ngoài trời thậm chí nó còn có thể boost được lên tới 1000 nit trong một khoảng thời gian ngắn, nên các bạn vẫn có thể thoải mái để mà chụp hình quay phim ngoài trời. Nhưng rõ ràng 60Hz trên một con điện thoại với mức giá hơn 8 triệu ở thời điểm này thì rõ ràng là các bạn phải đánh đổi. Vậy thì các bạn nghĩ sao? Comment ở phía bên dưới nhé. Rồi, có những thứ khác, ví dụ như cái thiết kế. Thì đây, mình đã có phiên bản màu xanh rất là đẹp với dòng chữ Dare to Live, mà ngay từ ban đầu mình cũng đã chia sẻ rồi đấy. Cái cảm giác cầm nắm sử dụng của cái điện thoại này thì thực sự nó vẫn mang lại rất là ngon, bởi vì cái mặt lưng này nó nhám nhám và cầm nó rất là chắc tay, nhìn nó cứng cáp, rất là ổn luôn. Mà quan trọng là máy có một cái độ mỏng khá là ổn và nó rất là nhẹ, thế nên cảm giác cầm nó sử dụng thực sự là không có điều gì để phải bàn đến quá nhiều. Thậm chí ngay từ cái phía mặt trước như vậy, nó cũng thừa hưởng theo cái thiết kế của rất nhiều dòng flagship cao cấp, đó là đưa cái camera đục lỗ phía bên trong màn hình. Mà cái camera này cũng rất là nhỏ,
Thế nên nhìn tổng thể về mặt thiết kế là con này mình đánh giá là đẹp. Đấy là còn chưa bàn đến cái cụm camera bốn ống kính nhìn rất gọn gàng, không bị quá thô, không bị quá dày lên giống như nhiều sản phẩm khác trong cái tầm giá. Bỏ qua vấn đề thiết kế bên ngoài, bây giờ sẽ đến cái vụ cấu hình. Con này sử dụng Snapdragon 720G, mặc định sẽ có 8GB RAM và 128GB bộ ở trong. Thực sự thì khi mà nhìn cái thông số này, nhiều bạn sẽ cảm thấy là hơi bị tiếc nhẹ, tại vì nhà tôi ba đời Realme đã sử dụng Snapdragon 720G rồi, và cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có ai phàn nàn về hiệu năng của con 720G này. Không phải là mạnh nhất, nhưng quan trọng là khi kết hợp với Realme UI phiên bản mới thì nó tố rất tốt, gần như là trên cái nền gốc ấy, thế nên mọi phản hồi đều rất nhanh, rất mượt. Và thậm chí với hiệu năng của Snapdragon 720G, các bạn vẫn có thể tự tin để quẩy ngon những tựa game hiện tại như là Liên Minh, Huyền Thoại Tốc Chiến, như là Liên Quân Mobile các kiểu. Còn nếu các bạn chơi những game nặng hơn một chút, ví dụ như là PUBG Mobile, thì chúng ta vẫn có thể bắn ổn định ở mức tầm khoảng 40fps. Nói chung thì nó không phải là sản phẩm dành cho mấy bạn kiểu chip thủ, thích một cái điện thoại với cấu hình cao mà gạt bỏ hết những thứ khác. Con này thì không, nó sẽ cân bằng hơn, các bạn vẫn có những trải nghiệm mượt mà. Và đấy, mình nghĩ là một cái lựa chọn cân bằng để các bạn suy nghĩ và đánh đổi. Vậy thôi, quay sang đến một cái yếu tố mà mình cũng khá là thích khác, đó là sạc nhanh. Con này có sạc nhanh 50W Super Dash Charge. 50W các bạn sẽ chỉ mất đâu đó có khoảng hơn 40 phút để chúng ta có thể sạc đầy được viên pin với dung lượng lên tới là 4500 mAh của cái máy này mà thôi. Nghe đến 4500 mAh thì mình tin nhiều bạn sẽ cảm thấy không thực sự quá trâu. Điều này đúng nếu như so sánh với những chiếc điện thoại của nhà Realme có dung lượng pin lên tới 5000, thậm chí là 6000, ví dụ như Realme C25 hôm rồi mình mới chia sẻ. Con này có thời lượng pin cân bằng hơn. Nhưng cái quan trọng là trong những lúc cấp cứu các bạn cần phải sạc pin lên rất nhanh thì các bạn cũng chỉ mất có khoảng 17 phút để sạc được 50% pin trên cái điện thoại này. Thế nên rõ ràng vấn đề pin ở đây cũng không phải là điều quá đáng lo. Các bạn vẫn có đâu đó tầm khoảng 6-7 tiếng on screen với những tác vụ hỗn hợp trong ngày. Mình nghĩ thế là đủ để các bạn thoải mái trải nghiệm rồi. Những thứ khác ví dụ như là vân tay nhúng bên trong màn hình tốc độ mở rất nhanh, mở khóa khuôn mặt bằng camera selfie đằng trước cũng ok, hay thậm chí jack cắm tai nghe 3.5mm cũng có đầy đủ cả. Vậy các bạn nghĩ sao? Đấy là còn chưa kể có rất nhiều tính năng phụ trợ thêm có thể nói là ấn tượng. Ví dụ như đây mình có chế độ gọi là chế độ sao này. Đấy, đây là một chế độ giúp các bạn có thể quay lại được cái video theo kiểu nền trời sao chuyển động. Realme đã cài đặt sẵn để giúp các bạn có những cái sáng tạo thú vị hơn. Tóm lại với Realme 8 Pro, cái thứ mà nó làm tốt nhất là những tính năng liên quan đến cái camera chụp hình. Camera 108 chấm, quay video chi tiết tốt, selfie rất ngon, chụp hình chân dung cũng ổn, rồi rất nhiều thứ cực kỳ ấn tượng với cái camera trên cái điện thoại này. Bên cạnh những thứ cân bằng khác như là thiết kế đẹp, như là màn hình đẹp, như là hiệu năng đủ dùng, như là sạc rất nhanh, pin vẫn ổn và rất nhiều thứ thú vị để giúp các bạn có những trải nghiệm tốt hơn. Chỉ có một vài điều đáng tiếc, ví dụ như màn hình không có tần số quét cao, Snapdragon 720G thì nhà tôi đã 3 đời sử dụng rồi, mà Realme vẫn chưa nâng cấp lên những con chip mạnh mẽ hơn. Vậy các bạn nghĩ sao? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi đến giờ phút này. Quan tâm về sản phẩm, link sẽ phía dưới, mình sẽ ghi comment để các bạn tìm hiểu rõ hơn. Còn bây giờ thì bye.